Các bạn ơi, sau khi mà mình với cả Phương cùng ra vườn đi hái rau thì bây giờ đây là thành quả của hai chị em mình. Bây giờ thì hai chị em sẽ nhặt rau để đi rửa nhá. Thank you.
ngon lắm. Ơi, các bạn nhớ like, subscribe cho kênh Hot Girl ẩm thực của Lan Anh và Phương nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.